Xin chào quý vị và các bạn, tôi là Trương Ngọc Khoa, chuyên viên kỹ thuật phòng xuyên sinh viên công ty Business Việt Nam. Rất vui chúng tôi khi đã được quay trở lại để tiếp tục giới thiệu đến quý vị và các bạn những sản phẩm kỹ thuật và công ty Business đang nhập khẩu và phân phối. Hôm nay tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm công nghệ cao đòi hỏi sự chính xác, hoàn hảo và bí quyết sáng chế của hãng Inta Anh Quốc. Đó chính là sản phẩm bộ xử lý nước cứng, hay còn được gọi là thiết bị làm mềm nước cứng cho các tòa nhà, khách sạn, resort, hộ gia đình, chung cư, bể bơi và các trang trại. ActiveFlow là thiết bị xử lý nước cứng được nghiên cứu và chế tạo bởi hãng Inta Anh Quốc. Sản phẩm đã được cấp giấy chứng nhận GRAPS của Anh để sử dụng cho nước sạch và là một trong những sản phẩm tối ưu nhất để ngăn ngừa và phòng chống nước cứng. Pigitech đã tư vấn và cung cấp dòng sản phẩm này cho nhiều dự án xây dựng các tòa nhà, chung cư, khách sạn, resort, các hộ dân và các tàu du lịch trên cả nước, những nơi mà nước có tỷ lệ vôi hóa do nước cứng cao. Sau khi lắp đặt, thiết bị ActiveFlow của hãng Inta Anh Quốc được các khách hàng của Pigitech đánh giá cao về tính tiện lợi, không tốn diện tích, không mất chi phí bảo dưỡng thiết bị lọc, không phải mua thêm hóa chất hoặc muối để xử lý thường xuyên và không dùng điện. Đó là điều tạo nên sự khác biệt của bộ xử lý nước cứng ActiveFlow đến từ hãng Inta Anh Quốc. Trước mắt quý vị và các bạn đang là một vài những bộ xử lý nước cứng ActiveFlow mà tôi đang nói ở trên. Bây giờ, kính mời quý vị và các bạn chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về dòng sản phẩm đặc biệt này của hãng Inta Anh Quốc nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, trước khi chúng ta đi tìm hiểu về bộ xử lý nước cứng ActiveFlow của hãng Inta Anh Quốc, chúng ta hãy cùng nhau đi trả lời cho câu hỏi nước cứng là gì, tác hại của nước cứng ra sao, để hiểu rõ hơn về các dòng sản phẩm giúp ngăn ngừa và phòng chống nước cứng. Nước cứng là loại nước có chứa hàm lượng ion canxi và ion magie trong một lít nước vượt cao quá mức cho phép. Tổng hàm lượng của canxi 2 cộng và magie 2 cộng biểu thị tính chất cứng của nước, trong đó nước chứa nhiều magie 2 cộng có vị đắng. Nước mềm chính là loại nước bình thường có chứa hàm lượng canxi 2 cộng và magie 2 cộng phù hợp, ít hoặc không chứa các ion canxi 2 cộng và ion magie 2 cộng. Người ta chia nước cứng ra làm 3 loại, đó là nước cứng tạm thời, nước cứng vĩnh cửu và nước cứng toàn phần. Sự có mặt của nước cứng đã gây ra những tác hại trải dài cho các lĩnh vực của đời sống hàng ngày. Nó làm suy giảm khả năng tạo bọt của xà phòng. Bên cạnh đó, giảm tác dụng tẩy rửa do nước cứng tạo ra muối canxi không hòa tan, làm mục vải nhanh, gây cũ quần áo, khô da, khô tóc hơn. Hơn nữa, các dụng cụ bình thường khi sinh hoạt như bình nóng lạnh hay nồi hơi dễ bị dính cặn, hư hao nhanh chóng. Đối với sức khỏe, dùng nước cứng tắm giặt hàng ngày sẽ gây khô da, khô tóc hoặc là hiện tượng mẩn ngứa. Nước cứng tạm thời đi vào cơ thể thì muối bicarbonat sẽ phân hủy tạo thành muối carbonat. Kết tủa không được qua được thành đường ruột và động mạch nên bị tích tụ trong các cơ quan của cơ thể. Lâu ngày sẽ tích tụ thành sỏi thận, sỏi tiết niệu hoặc làm tắc thành trong của động mạch, tĩnh mạch do đóng nặng môi gây nguy hiểm đến sức khỏe của con người. Khi pha đồ uống hoặc nấu ăn, nước cứng thường làm mất đi vị ngon ngọt tự nhiên, giảm đi hương vị của thực phẩm. Ngoài ra, khi nước cứng được sử dụng để sắc thuốc, thì thuốc nam hay thuốc bắc khi kết hợp với các loại ion chứa trong nước này gây biến đổi thành phần của thuốc hoặc cũng có thể gây ra một số tác dụng phụ nguy hiểm. Nước cứng còn làm cáu cặn, hư hỏng thiết bị nhà bếp, thiết bị nhà vệ sinh như là vòi hoa sen, vòi nước hoặc xo nồi, vân vân. Trong công nghiệp, tại các nồi áp suất của tu bin hơi nước ở nhiều nhà máy, việc sử dụng nước cứng ở nhiệt độ cao sẽ dẫn đến việc dẫn nhiệt kém. Ngoài ra, các mảng bám được tạo nên bởi nước cứng còn tăng nguy cơ bịt kín nhiều lỗ van an toàn, khiến hơi nước không thoát ra được. Điều này làm tăng áp suất trong nồi lên mức nguy hiểm, có khả năng gây cháy nổ. Nước cứng được sử dụng cho các thiết bị công nghiệp như nồi hơi, thiết bị lạnh, dẫn đến tình trạng bám cặn trên bề mặt thiết bị đun nấu, làm giảm hệ số lưu thông lưu lượng trên đường ống, dần dần có thể gây áp lực lớn, gây nổ nồi hơi.
Từ tất cả những điều tôi đã nói về hiện tượng nâng cứng ở trên, chúng ta có thể dễ dàng nhận thấy rằng nâng cứng đã và đang gây rất nhiều điều phiền toái cho cuộc sống. Vậy làm thế nào và bằng cách nào mà chúng ta có thể tránh được hiện tượng phiền toái này? Trên thế giới hiện nay có rất nhiều cách để ngăn ngừa và làm giảm đi nâng cứng, như là xử lý nâng cứng bằng hóa chất, xử lý nâng cứng bằng phương pháp nhiệt, xử lý nâng cứng bằng máy lọc, vân vân. Và chúng ta không thể không nói đến một giải pháp ngăn ngừa nâng cứng một cách đơn giản nhưng lại cực kỳ hiệu quả, đó là sử dụng bộ xử lý nâng cứng Active Flow được nghiên cứu và chế tạo bởi hãng Ita Anh Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, đây chính là bộ xử lý nâng cứng Active Flow của hãng Ita Anh Quốc. Active Flow được chế tạo để kết nối cho các đường ống có các kích thước từ 1/2 inch đến 6 inch, ứng với các kích thước từ DN15 đến DN150, nên có thể lắp đặt được tại nhiều vị trí trong hệ thống. Nó được kết nối với đường ống bằng gen qua phần giắc co được làm bằng inox này đối với các kích thước từ DN15 đến DN50. Còn với các kích thước từ DN65 đến DN150, Active Flow được kết nối với đường ống bằng mặt bích làm bằng inox. Active Flow có phần thân và phần cuộn xoắn bên trong được làm bằng inox để dùng cho các hệ thống có áp lực làm việc trong dải từ 0 đến 16 bar và nhiệt độ môi chất tối đa có thể đạt đến 85 độ C. Phần bên trong bộ xử lý nước cứng này, Inta đã đặt vào một cuộn xoắn được làm bằng inox nhằm tăng tốc dòng chảy đột ngột, qua đó làm tăng tương tác giữa đá vôi khoáng và kim loại trong lõi hợp kim xúc tác. Kết quả của tương tác này đã tạo thành khoáng chất mà không thể bám được vào bất kỳ bề mặt nào của thành đường ống. Vì thế, nó ngăn chặn được việc hình thành nên những mảng bám chặt vào thành ống gây ách tắc dòng chảy trong đường ống. Đó là toàn bộ những gì về phần cấu tạo của bộ xử lý nước cứng Active Flow của hãng Inta Anh Quốc. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của bộ xử lý nước cứng Active Flow của hãng Inta Anh Quốc này nhé. Kính thưa quý vị và các bạn, để tìm hiểu về nguyên lý hoạt động của bộ xử lý nước cứng Active Flow của hãng Inta Anh Quốc, xin kính mời quý vị và các bạn cùng xem video đang hiện trên màn hình. Giới thiệu về bộ xử lý nước cứng Active Flow. Bộ xử lý nước cứng Active Flow có thân được làm bằng inox chất lượng cao, được kết nối với đường ống qua giắc co mạ chrome chất lượng cao, dễ dàng lắp đặt bằng clay vào hệ thống. Bộ xử lý nước cứng Active Flow được bảo hành chính hãng với tuổi thọ sản phẩm lên tới hơn 20 năm. Bộ xử lý nước cứng Active Flow được thiết kế để bảo vệ thiết bị nhà bạn khỏi bị kiến tạo rỉ đá vôi. Active Flow được lắp trên đường nước lạnh, trước đường gấp tới thiết bị đầu cuối. Đặc tính của thiết bị: không cần bảo trì bảo dưỡng, không sử dụng bất kỳ chất hóa học nào, không điện từ, không sử dụng điện, bảo vệ nhà bạn hơn 20 năm, sản xuất tại Anh Quốc. Nguyên lý hoạt động: dòng lưu lượng đi qua cuộn hợp kim chuyên dụng trong bộ xử lý nước cứng. Với phần lõi được thiết kế cuộn xoắn của thiết bị Active Flow, vận tốc nước bị tăng đột ngột. Điều này làm tăng tương tác giữa vôi khoáng và kim loại trong lõi hợp kim xúc tác. Kết quả của tương tác này đã tạo thành khoáng chất mà không thể bám được vào bất kỳ bề mặt nào,
Vì thế mà nó ngăn chặn được việc hình thành lên cạn đá vôi. Hãy cùng nhìn vào hình ảnh này để thấy được sự khác biệt. Một bên cạn hoáng vôi được hình thành do không được bảo vệ bởi thiết bị Active Flow, và một bên được bảo vệ bởi thiết bị Active Flow không có cạn hoáng vôi được hình thành. Giải sản phẩm bộ xử lý nước cứng Active Flow có các kích thước 15mm, 22mm, 28mm và có các phiên bản đường ống lớn hơn cho DN20 tới DN80. Pintech, nhà phân phối sản phẩm xử lý nước cứng của hãng Inta Anh Quốc tại Việt Nam. Active Flow không mất chi phí bảo trì hay lọc lọc, thêm hóa chất, lọc thêm muối. Loại bỏ hiệu quả nước cứng, độ bền cao, không tốn diện tích, lắp đặt đơn giản vào địa điểm. Bộ xử lý nước cứng Active Flow Inta Anh Quốc. Kính thưa quý vị và các bạn, cùng với sự phát triển vượt bậc của nền khoa học kỹ thuật hiện đại, Inta đã không ngừng nghiên cứu, cải tiến sản phẩm để cải tiến những dòng vang và những thiết bị xử lý nước cứng để có thể sử dụng rộng khắp trong các resort, khách sạn, những khu căn hộ cao cấp, tòa nhà trung tâm thương mại, những du thuyền lớn với chất lượng và độ bền bỉ tuyệt vời. Qua đó đã tạo nên những tiếng vang lớn trong giới công nghiệp công nghệ HVAC trên toàn thế giới. Pintech hân hạnh là đơn vị đại diện cho hãng Inta Anh Quốc tại Việt Nam, trực tiếp nhập khẩu và phân phối các dòng van và thiết bị nổi tiếng của hãng Inta Anh Quốc tới rộng khắp thị trường HVAC tại Việt Nam và một số nước trong khu vực. Hãy liên hệ ngay với Pintech để được nghe tư vấn cụ thể hơn về bộ xử lý nước cứng Active Flow cũng như các dòng van trong hệ HVAC khác của hãng Inta Anh Quốc. Quý vị và các bạn vui lòng truy cập vào website www.pintech.com.vn hoặc gửi thông tin đến địa chỉ email sales@pintech.com.vn. Quý vị và các bạn cũng có thể gọi điện thoại trực tiếp đến đường dây nóng 0962875986 để nhận được những tư vấn chi tiết về sản phẩm với những dịch vụ ưu đãi nhất. Quý vị và các bạn cũng đừng quên ấn nút like và share video này, subscribe ngay kênh YouTube của Pintech, đăng ký nhận thông tin để không bỏ lỡ những video mới nhất của Pintech giới thiệu về những sản phẩm kỹ thuật mà công ty Pintech đang nhập khẩu và phân phối tới toàn thị trường HVAC Việt Nam và một số nước trong khu vực. Xin kính chào quý vị và các bạn, hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.